Kính thưa anh chị em, là chúng ta biết phần lớn ở các tỉnh ngày hôm nay thì các học sinh bắt đầu đến trường trở lại. Tuy nhiên có khi cũng không phải là tất cả, nhưng mà cũng thấy điều đó cho thấy rằng kết quả chúng ta phòng tránh dịch nó đem lại những cái hiệu quả rất lớn ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái điểm son và cũng rất là đáng mừng. Có lẽ thì hiện giờ thì nó chưa phải là hoàn toàn bình ổn đâu, có thể an tâm. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý chúng ta cũng đừng có chủ quan, kẻo có khi nó có những cái nguy hiểm, bởi vì cũng còn những đất nước người ta đang lâm vào cái cảnh khó khăn nhiều, nghĩa là dịch bệnh nó đang lây nhiễm một cách trầm trọng. Và cái mối liên hệ giữa các quốc gia, chuyện đi lại nó cũng vẫn còn đó, có thể nó kéo ra những chuyện lây nhiễm trở lại thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên vẫn luôn phải có sự canh phòng và ý thức thiết nghĩ rằng những cái biện pháp chúng ta phòng tránh với những việc giãn cách rồi vệ sinh phòng dịch đó cũng tạo cho chúng ta được cái thói quen tốt. Có lẽ không phải chỉ trong cái thời gian bệnh dịch mà cả trong đời sống hàng ngày nữa, nên tạo cái thói quen đó là một cái điều rất tích cực. Nên như những nhà chuyên môn thì ta có thể nói là có thể tuyên bố là hết dịch khi mà không còn cái sự lây nhiễm mới nào trong thời gian 28 ngày. Thì chúng ta cũng đến gần đến 20 ngày rồi, thì chúng ta cũng còn cái thời gian phải cẩn trọng và cũng phải hy vọng là ta sớm kết thúc một cách tốt đẹp. Vì vậy tôi cũng biết rằng chính quyền địa phương ở những tỉnh mà giáo phận chúng ta liên hệ đó, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và cả huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thì chính quyền cũng tỏ ra thông cảm và cũng để cho các sứ đạo có thể từ từ được thử nghiệm cái việc dâng lễ trở lại với một con số nhỏ, và cũng có những biện pháp mà phòng tránh về vệ sinh y tế, về giãn cách để nó tránh những cái nguy hại lây nhiễm đó, thì thấy nó cũng tương đối vẫn còn bình ổn, chưa có gì đáng sợ. Nhưng mà chắc chắn cái điều cẩn trọng và cái ý thức chung nó cũng là một điều rất cần thiết. Vì vậy tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em cách riêng ở giáo phận Phú Cường, chúng ta cũng ý thức về điều này. Chúng ta cũng làm sao để mình biết gìn giữ, cùng ý thức chia sẻ, ý thức trách nhiệm chung với những người có trách nhiệm, để chúng ta không gây những cái khó khăn. Bởi vì khó khăn khi xảy đến nó không phải chỉ cho bản thân của mình mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Cho nên trong cái tình hình này thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục dâng thánh lễ online để bổ túc bù đắp cho những người mà khi không thuận tiện để dâng thánh lễ, dự thánh lễ thực sự. Và cũng trong cái hướng này thì tôi cũng tin rằng những các giáo xứ cũng bắt đầu cũng có những sinh hoạt trở lại, từ gia đình đến giáo xứ có những sinh hoạt trong cái phạm vi giới hạn và cẩn trọng đó. Cho nên việc đọc kinh tối chung là chúng tôi cũng sẽ dừng từ hôm nay, và chỉ còn lại là thánh lễ online ban sáng thôi vào những cái giờ thông lệ. Chúng tôi cũng xin thông báo về để quý ông bà và anh chị em cũng ý thức và biết và cố gắng chúng ta thực hiện cho nó tốt, để đời sống đạo của chúng ta nó dần dần trở lại bình thường với những cái kinh nghiệm tốt đẹp, để chúng ta sống đức tin, sống đạo và sống tinh thần hiệp thông loan báo tin mừng của mình nó được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn cả quý ông bà và anh chị em.